chào tất cả các bác. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên em đến nâng cấp cho bác Ánh ở Hải Dương. Cách đây mấy năm thì đã ghép một bộ karaoke bên nhà em với loa 838. Thì hiện tại bác muốn tăng cường cái giải trầm nó thêm sâu và uy lực thì bác đến nâng cấp bên em một chiếc sub JBL 718, sử dụng bát từ leo, cái tiếng bát rất sâu vì có cấu trúc và thể tích thùng sâu. Đây, cái bộ hát này em thì 3-4 năm rồi, thì tầm 3 năm thì vẫn rất là bền bỉ. Cái dòng loa MR 938 này thì cho một cái chất âm mix rất là ngọt ngào, sâu lắng và trong trẻo. Tại vì cái màng của dòng loa nó rất mỏng nha, nó thể hiện cùng một phần trung âm rất lợi. Nhà em phối ghép cho khách thì một trong những cách phối ghép rất chuyên nghiệp đó là phối ghép đẩy 4 kênh vào cái bộ những cái bộ dàn nhà em thường hay lắp cho các bác thì sẽ rất thuận tiện. Ví dụ các bác ban đầu chưa đủ kinh phí thì 2 kênh 3-4 sẽ đánh cho một đôi loa chính, còn kênh 1 và kênh 2 là để lại. Sau này có thể các bác ghép thêm một quả súp hoặc một đôi súp rất thuận tiện mà không cần phải mua thêm đẩy nữa, rất là gọn gàng. Rất tuyệt vời các bác nhá. Xin chào tất cả các bác. Xin chào tất cả các bác. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em lại tiếp tục thi công cho nhà bác Tuấn ở Đông Phong Bắc Linh một cái nâng cấp cho bác một cái bộ hát bao gồm một đôi loa PV bát 40 và một tép kèn. Để phối ghép cái dòng loa này hiệu quả thì em có nâng cấp cho bác cái một con vàng GD Goutin KM5FX và một con đẩy của bác cái đang dùng. Bác cái dùng rất đơn giản thôi, một chiếc mic dây thôi. Xin mời các bác cùng lắng nghe bác thể hiện một ca khúc. Phòng ốc của bác ấy rất là rộng và phòng này có hiện tượng đang bị dội âm cho nên nghe tiếng rất là hoang.
Và cái phòng này thì có thể xử lý bằng cách là dán thêm bông tiêu âm mút trứng nếu có thể, và đặt thêm đồ vật hoặc là treo lại các cái tấm rèm ở cửa này đã giảm thiểu đi cái hiện tượng bị dội âm. Ở phòng này bác ấy cũng có một cái bộ nghe nhạc rất là xịn sò. Và có một đôi loa nghe nhạc của Antic. Và một đầu CD. Antic. Và cái lắp thêm một bộ chuyên karaoke nữa. Mới ghép rất đơn giản rồi. Một đôi loa PV bát 40, một cục đẩy của nhà bác đang dùng, một mic decotin và một cái mic dây. Bác ấy đang dùng này, và sau này thì có nhu cầu nâng cấp tiếp thì sẽ liên hệ với bên em sau các bác nhé. Nếu mà bộ này mà được bên em phối ghép và hoàn thiện thì nó sẽ hay hơn rất nhiều, sẽ xử lý được cái tiếng oang ồm của cái căn phòng này, có hiện tượng dội âm rất lớn các bác nhé. Do bác ấy chưa có cái giá để kê loa nên là em để tạm dưới đất này. Mấy em nữa bác ấy sẽ mua cái giá ba chân để bác ấy kê lên cao để cho âm thanh hay hơn và tránh bị dội hơn. Để dưới đất này sẽ rất mất âm. Tặng quản lý nguồn hoặc lăng tiếng. Thì ngày mai là ngày cuối cùng của năm rồi. Thì bác nào có nhu cầu về karaoke thì liên hệ bên em sớm. Xin chào tất cả các bác.